4 năm sau vụ Đồng Tâm, tội ác chống nhân loại của ông Tô vẫn còn đó. Tin từ thôn Hoành, làng Đồng Tâm cho biết vào ngày 25 tháng 1, tức là nhằm ngày 15 tháng Chạp âm lịch, người thân và gia đình cụ Lê Đình Kình đã tổ chức đám giỗ cụ đơn sơ như mọi năm. Như vậy đã 4 năm trôi qua, kể từ rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi hàng ngàn cảnh sát cơ động của Bộ Công an với trang bị vũ khí đến tận răng, tấn công vào thôn Hoành, bắn chết cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của bà con xã Đồng Tâm. Ông cũng là một đảng viên lão thành cách mạng lâu năm. Vụ tấn công của khoảng 3.000 cảnh sát này vào thôn Hoành liên quan đến vụ tranh chấp đất đai. Đây là vụ tranh chấp giữa dân làng với chính quyền, đáng ra phải được giải quyết theo luật dân sự. Nhưng chính quyền Việt Nam và Bộ Công an đã chủ trương sử dụng bạo lực để giải quyết. Kết quả, vụ tấn công đã khiến 3 sĩ quan cảnh sát và một thường dân là cụ Lê Đình Kình thiệt mạng. Hàng ngàn cảnh sát cơ động bao vây làng Đồng Tâm. Cụ Lê Đình Kình là cựu chiến binh 84 tuổi đời, 58 năm tuổi đảng, đã bị chính quyền và các đồng chí của mình bắn chết trong phòng ngủ bằng một viên đạn xuyên tim. Bên cạnh đó, con cháu cụ và hàng chục người dân Đồng Tâm bị bắt giam, truy tố về các tội giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Không chỉ dừng lại ở đó, chính quyền còn cho mổ phanh cụ Kình như đã thấy trong clip và hình ảnh mà gia đình chia sẻ khi tiếp nhận thi hài. Trong đơn tố giác tội phạm gửi tới Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội liên quan đến việc cụ Lê Đình Kình bị bắn chết ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 của người dân. Trong đó có các nhân sĩ trí thức tên tuổi của Việt Nam cho biết ông Kình đã bị bắn từ cự ly gần vào tim, vào đầu, bị đánh chật khớp đầu gối và chết. Đồng thời xác ông Kình bị mổ và được trao lại cho gia đình để mai táng. Công luận trong nước và quốc tế đánh giá đây là vụ việc gây khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong mối quan hệ giữa chính quyền và người dân từ trước đến nay. Thậm chí, vụ Đồng Tâm còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với cuộc nổi dậy của hàng vạn nông dân tỉnh Thái Bình đứng lên chống tham nhũng vào những năm 1997, bởi trong sự kiện Thái Bình không có người chết. Cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh làng Đồng Tâm khi còn sống. Vào thời điểm sự việc nói trên kết thúc, công luận và giới trí thức phản biện cho thấy Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản và Quốc hội Việt Nam cần họp gấp cũng như cần mở một ủy ban kiểm tra riêng và độc lập để làm rõ ai là người đã ra quyết định tiến hành vụ tấn công ở xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Trên trang Bách Khoa Toàn Thư mở, phần nói về tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm, dẫn lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Luật pháp và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Công nghiệp Kỹ thuật Việt Nam, nói với đài BBC tiếng Việt từ Hà Nội vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 như sau. Một nhóm lợi ích nào đó đang phá hoại đất nước này và đang phá hoại chế độ này bằng việc ra lệnh sử dụng vũ lực đàn áp người dân. Theo tôi đánh giá, đó là vấn đề đến nay vẫn vậy, và lối thoát ở đây lưu ý rằng Bộ Chính trị cần phải họp gấp. Hơn thế nữa, theo Đài Á Châu Tự Do đã tiết lộ do một điều kiện cho khá bất ngờ, đó là kế hoạch 419A được biết. Đây là kế hoạch do Công an thành phố Hà Nội soạn thảo và được Bộ Công an phê duyệt. Đây là bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam đã bật đèn xanh, cho phép lực lượng công an huy động hàng ngàn cảnh sát bao vây và tấn công thôn Hoành, xã Đồng Tâm trong đêm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Nhưng đến nay, kế hoạch 419A vẫn nằm trong vòng bí mật. Giới chuyên gia luật pháp thấy rằng cần phải làm rõ việc lực lượng vũ trang của Bộ Công an tấn công ở xã Đồng Tâm có vượt mức chức năng nhiệm vụ được giao cho công an hay không. Theo kế hoạch 419A là trái pháp luật, thì những người chịu trách nhiệm chính, những người lập ra kế hoạch đó, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Luật sư Đào Tăng Dược từ Úc trong bài viết Vụ án Đồng Tâm và tội ác chống nhân loại đã đánh giá như sau. Đồng Tâm hội đủ các yếu tố để những thành phần tội ác từ những sĩ quan công an liên hệ đến thành phần chóp bu như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ngay cả Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đó bị truy tố về một trọng tội có lượng tầm vóc kinh tởm nhất lịch sử loài người. Đó là tội ác chống nhân loại. Xin nhắc lại, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam mở cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ cưỡng chế đổ máu tại Đồng Tâm. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông vào ngày 15 tháng 1 năm 2020 đưa bài và tin đã gọi sự kiện ở Đồng Tâm là thảm sát Đồng Tâm. Người Việt Nam có câu trời có mắt, muốn nhắc tới một triết lý, một niềm tin vĩnh cửu. Con người ai sống, nhân tử bác ái thì trời phù hộ, còn kẻ ác
thì trời sẽ trừng phạt. Những kẻ gây ra tội ác ở Đồng Tâm ngày hôm nay hãy chờ quả báo tìm đến trong một ngày không xa. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin 45 vụ thảm sát Đồng Tâm, tội ác chống nhân loại của Tô Lâm vẫn còn đó. Khi tổ chức cánh tay nối dài đói ăn, ăn thịt cả giai cấp ưu tú của Đảng. Theo truyền thống của người Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp sum họp gia đình và nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả. Người lao động, đặc biệt là giới công nhân cũng mong muốn như vậy. Được biết, Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, do tình hình kinh tế khó khăn khiến rất nhiều công nhân xa quê phải ở lại thành phố, chứ không thể về nhà ăn Tết như những năm trước đây. Vì sao công nhân từ chối nhận quà Tết? Báo Tuổi Trẻ vào ngày 24 tháng 1 có bản tin với tựa đề "Vì sao công nhân từ chối nhận quà Tết?" Bản tin đã khiến nhiều người ngạc nhiên và đặt câu hỏi, tại sao trong lúc kinh tế khó khăn, vậy mà có quà Tết cũng nhưng công nhân không chịu nhận? Tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, khi hay tin được nhận phần tiền hỗ trợ Tết từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động có hoàn cảnh khó khăn rất mừng. Tuy nhiên, để nhận được khoản hỗ trợ này, người lao động phải thực hiện một số thủ tục rất khó khăn. Lãnh đạo không ít doanh nghiệp cho rằng hình thức hỗ trợ quá nhiều khê nên thẳng thừng từ chối nhận, mà nhìn chung họ chỉ muốn nhận tiền thưởng bằng tiền mặt. Người Việt Nam có câu của cho không bằng cách cho. Với hàm ý, cả người cho và người nhận đều không chỉ chú ý đến giá trị vật chất của món quà, mà quan trọng hơn là tấm lòng của người cho thể hiện qua thái độ cho quà. Qua tìm hiểu, một số công nhân và lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho hay Công đoàn Việt Nam đã có gói hỗ trợ 500 tỷ đồng với giá trị 500.000 đồng mỗi người chuyển vào tài khoản cá nhân của các đoàn viên công đoàn. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ngoài ra còn có một thẻ giá trị giá 300.000 đồng mỗi người tặng thêm cho công nhân khó khăn. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ cho biết, những năm trước đây, tiền hỗ trợ cho công nhân khó khăn được chuyển thẳng vào tài khoản đã có sẵn của công nhân. Nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công nhân phải mở tài khoản mới của công ty tài chính HD Sysop do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bắt tay đứng ra làm trung gian giới thiệu hợp tác thì mới nhận được tiền. Kèm theo điều kiện bắt buộc, công nhân phải dùng 300.000 đồng đó để mua hàng hóa trên sàn thương mại điện tử Shopee và Tiki. Nhưng, theo báo Tuổi Trẻ, sàn thương mại ấy đâu có bán thịt, trứng để ăn trong mấy ngày Tết. Công nhân và gia đình tháo chạy khỏi các thành phố trong đại dịch COVID-19. Vẫn theo Thời báo Tuổi Trẻ, sau khi mua hàng, giao dịch xong, người lao động có thể hủy thẻ, còn trường hợp xài hơn số tiền đã được hỗ trợ 300.000 đồng, nếu người lao động rút tiền mặt thì bị tính lãi. Trên mạng xã hội lập tức dậy sóng trước một chủ trương rất khó hiểu, được cho là cố ý ăn không trừ thứ gì của công nhân, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công nhân đặt câu hỏi, tiền hỗ trợ cho công nhân khó khăn trong dịp Tết là tiền của ngân sách nhà nước chi cho công nhân trong dịp Tết. Tổng Liên đoàn Lao động chỉ có nhiệm vụ phân phối theo quy định. Tại sao phải lòng vòng đem quyền lợi của công nhân cho các tổ chức tín dụng, các mạng thương mại điện tử mà xâu xé? Chưa hết, trên mạng có người còn phát hiện ra trò cố ý lừa đảo khiến công nhân không dám nhận tiền, đó là nhưng cái này hậu mới là ngán này. Sau khi xài hết 300.000 thì dư nợ mỗi tài khoản của công nhân tại công ty tài chính HD đã có sẵn 5 triệu đồng. Ai hâm hố mà xài lố vô là lãi mẹ đẻ lãi con, đổ nợ như trời. Chưa kể thông tin cá nhân của họ còn bị công ty tài chính thu thập được. Dư luận cho rằng rõ ràng Tổng Liên đoàn Lao động cho công nhân được 300.000 đồng, nhưng họ lại giăng bẫy cho công nhân một cái bẫy nợ. Nếu lỡ sa chân vào bẫy nợ kiểu đó thì càng lắm, nên đa số các công nhân không dám nhận quà cho lành. Cựu nhà báo Linh Hoàng của báo Tuổi Trẻ viết trên trang Facebook cá nhân một status với tiêu đề "Lạy các ông đừng bẫy nợ công nhân bằng quà Tết". Tác giả cho biết, tin từ báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty Sóc Trăng đề nghị không nêu tên nói ông rất cảm kích việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 300.000 đồng cho mỗi công nhân khó khăn để sắm Tết. Điều tôi lo lắng nhất là công nhân được hỗ trợ sau khi mua hàng, tài khoản kích hoạt có dư nợ đến 5 triệu đồng. Người lao động mà lấy trong tài khoản đó để tiêu xài, không tính đến sau này thì sẽ phải trả lãi. Hậu quả sẽ rất phiền phức một khi công nhân vướng vào ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Nên sau khi tham khảo ý kiến của công đoàn, nên chúng tôi từ chối nhận hỗ trợ tiền cho gần 500 công nhân của công ty. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một trong các hội đoàn hoạt động bằng tiền ngân sách. Lâu nay, dư luận vẫn cho rằng hầu hết các tổ chức hội đoàn của nhà nước là các tổ chức hữu danh vô thực, sinh ra để đục khoét nhà nước
và trở thành một gánh nặng cho xã hội. Nay người ta mới phát hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn hành thêm nghề mới, đó là đi lừa công nhân nghèo. Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn khẳng định rằng họ đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Do đó, công luận đặt câu hỏi, Đảng có biết rằng cánh tay nối dài của họ đang dùng tiền thuế của nhân dân để đi lừa giai cấp mà các ông nhân danh đại diện hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ngày hôm nay, khi tổ chức cánh tay nối dài đói ăn, ăn thịt cả giai cấp ưu tú của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.